và kết quả của phosphate là màu xanh đậm, nó vẫn còn cao. Cái này nó khoảng 5.0 ppm, mình muốn nó màu lợt vàng, tức là 0 ppm, mà nó lên tới 5 tức là quá cao. Có thể là hôm qua cá nó đẻ trứng cho nên nó làm nước nó dơ. Mình sẽ đợi máy filter, tức là máy lọc nước, nó chạy vài ngày để cho nước nó bình thường lại, và có thể vài tuần sau mình mới thay nước. Vì cái năm nay hình như là chưa thay cho nên ở dưới đáy mình biết là những lá cây và những cái chất dơ nằm ở dưới rất là nhiều, cho nên mình phải làm vệ sinh hồ cá vài tuần tới đây. Và sau đây là mình sẽ thử nước trong cái hồ đang trồng những cái bông súng. Và hồ này không có cái hệ thống lọc cho nên mình muốn kiểm tra nước trước khi mình để những trứng cá vào. Kiểm tra đầu tiên là mình sẽ kiểm tra cái phần pH. Kết quả phần pH là nó hơi màu vàng xanh, tức là nó nằm ngay giữa giữa 6.5 và 7.0. Có thể phần này có thể chấp nhận được cho hồ nuôi cá. Và sau đây là kết quả của phần kiểm tra ammonia. Ammonia nó màu vàng, hơi chút xíu xanh. Cho nên nếu màu vàng là không có chất ammonia, và chúng ta có thể kết luận là trong đây nó có rất là ít phần ammonia. Và phần kế tiếp là màu xanh. Màu xanh là kết quả của phần nitrate, tức là nó cũng chứa không phần nitrate ở trong nước. Và kế tiếp là phần phosphate. Màu xanh là cũng là tượng trưng cho không có phần phosphate ở trong nước, cho nên là cái nước ở trong cái hồ trồng bông súng rất là tốt. Và có thể nói là cái bờ hồ lớn, có thể cá nó thải ra những cái chất dơ, và những cái lá cây nó nằm dưới đáy lâu ngày không có làm vệ sinh cho nên nước nó bị dơ. Mình sẽ rửa cái máy, những cái thùng filter nước, rửa cho sạch và để cho máy nó chạy vài ngày. Hy vọng là cái bờ hồ lớn nó sẽ nước nó sạch lại. Đây mình gắn máy bơm hơi oxygen vào cái ao trồng bông súng trước khi mình để trứng cá vào đây.